Tôi ở có thể sơn câu nói của Napoleon là một đấm bằng như cái đó được lên tất cả các cánh cửa lớp học về những thuật công chúng. Nghệ thuật của chiến tranh là môn khoa học, trong đó không ai thành công được mà không tự tạo và suy nghĩ kỹ càng. Đó là sự thật trong chủ đạo cũng như trong nghệ thuật. Nghệ thuật được công chúng. Những liệu những người dự thuyết nhận thức được bằng người dự thuyết được nhận thức được những điều đó. Hộp gì em đẹp không? Ê. Làm thế nào để tạo nên các bài được bác đọc giải ở đây là bài dự văn được trình bày năm trước tại Hiệp hội Quốc gia Ủy ban Bất động sản. Bài dự văn này là đọc giải nhất trong cuộc thi với 27 bài dự văn khác ở nhiều thành phố khác nhau và có thể cho đến ngày hôm nay. Mà vẫn sẽ đọc giải, bài dự văn này có cấu trúc chặt chẽ, gồm đầy đủ các phần lập luận rõ ràng, sống động hấp dẫn, nó có linh hồn, nó từ phát triển, nó đang được đọc qua nghiên cứu. Vậy đó. Thưa ngài chủ tịch và các bạn, trong buổi 4 năm về trước, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đất nước vĩ đại của chúng ta đã được khai sinh tại thành phố Philadelphia, và cũng rất tự nhiên một thành phố mang dòng lịch sử quan trọng như vậy sẽ mang tinh thần bị mạnh mẽ đều đã khiến em. Đây không những trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất đất nước mà còn là một trong những thành phố lớn nhất và đẹp nhất thế giới. Philadelphia có dân số xấp xỉ 2 triệu người, diện tích bằng cả Milwaukee, Boston, Paris và Berlin đồng đại. Tổng cộng số 130 dặm đường vuông lãnh thổ, thành phố này ta đã dành ra gần 8.000 mẫu đất tốt nhất, xây dựng các công viên, đại lộ và các quảng trường đẹp. Philadelphia có dân số xấp xỉ 2 triệu người, diện tích bằng cả Milwaukee, Boston, Paris và Berlin cộng lại, trong số 330 dặm vuông.
Thưa các bạn, Philadelphia không chỉ là một thành phố rộng chặt chẽ và tuyệt đẹp, mà còn được biết đến những sườn rộng lớn nhất của thế giới. Lý do đây đây được gọi là như vậy là Philadelphia đã có một lực lượng gồm hơn 100 ngàn lao động làm việc tại chỉ ngàn hay 5 cơ sở công nghiệp tạo ra các sản phẩm hữu ích trị giá mỗi năm $1,000.